chỉ vì mượn sách quá hạn trên Amazon. Amelia San Filippo, một sinh viên tại trường Đại học Delaware, Mỹ cho biết, cô mượn một cuốn sách có tựa đề Cancer Anthropology thông qua một dịch vụ trên Amazon, nhưng đã quên trả lại đúng hẹn. Sau đó ít ngày, Amelia tá hóa khi nhận được một thông báo từ Amazon cho biết cô bị phạt một số tiền khổng lồ vì sơ suất này. Theo đó, mặc dù cuốn sách được Amelia mượn có giá chỉ 62,7 đô la Mỹ, nhưng số tiền phạt mà Amazon thông báo lên tới 3.800 đô la Mỹ tức gấp hơn 60 lần so với giá trị thực. Theo chính sách của Amazon được đăng tải trên trang chủ về việc trả sách quá hạn, người dùng sẽ buộc phải chịu một mức phí phạt tương đương với giá trị của cuốn sách, cộng thêm một số tiền tùy theo số ngày chậm trễ. Tuy nhiên, số tiền phạt lớn đến thế này thì rõ ràng là không hợp lý chút nào. Cha của San Filippo thậm chí gọi đây là một vụ tống tiền và liên tục gọi đến tổng đài để chất vấn. Tuy nhiên, nhân viên tư vấn vẫn một mực khẳng định đây là chính sách đã được quy định rõ ràng của Amazon và không thể làm khác. Rất may là sau khoảng 5 ngày xử lý đơn phạt, Amazon đã hoàn số tiền được San Filippo gửi đi trước đó, hãng cũng xác nhận đây là một lỗi hệ thống và đã nhanh chóng liên hệ với khách hàng để hoàn lại số tiền.